quay trở lại với kênh Trần Đến TV. Nay là bữa trưa của gia đình Trần Đến, nay là một buôn nhậu con thịt các bạn này. Đây là sông măng, trồng qua đi. Trần sông măng là sao mình ninh với lại măng ninh vịt. Giờ mình sẽ chế biến con vịt này ra rộng nhá. Băm chặt ra một phần bánh phủ đầu cho vào măng. Còn một phần mình sẽ cho vào là giả cây các bạn nhé. Các bạn cũng cùng theo dõi để chúng ta sẽ chặt cái vịt quả nhé. Các bạn ạ, thì trong khi chờ đợi thì mình sẽ đi ướp thêm vịt nữa nhé. Gia vị chuẩn bị đầy đủ rồi, mắm tôm này. Cái này để mưa to quá các bạn, không nói được. Mưa to quá. Các bạn nhé, bây giờ măng đục chín rồi các bạn. Giờ mình đổ lên rửa để cho vào đinh vịt. Mì xương. Đây là nhà mình đã có người đẹp của bếp. Mì xương. Hôm nay mình vừa nhặt ở Ý này. Trung Quốc. Cái này là tên là các bạn tên gì không? Nò Thị Út. Trung Quốc. Trung Quốc này đấy. Đây là em Nò Thị Út. Chào cái con đi này. Mấy thế trời đang mưa lại rồi. Không ổn đấy các bạn này. Rồi măng vịt. Măng vịt, vịt măng, măng vịt, vịt măng. Thiếu lại lời lộn. Đò Thị Út. Măng vịt của Nò Thị Út này, Nò Thị Út các bạn. Nò Thị Út. Đây là măng vịt. Còn đây là vịt cẩy ra là cây đã lấp, đang lấp 10 phút rồi, đợi lúc nữa sẽ cho vào xào xáo rồi mà các bạn chơi thôi. Bạn nhé, bây giờ mình sẽ nạp cái vịt, xào cái vịt các bạn nhé. Vịt mình đã ướp được nửa tiếng rồi, bây giờ cho bếp mình xào. Cho bếp mùi mẻ thơm nhé.
Thì các bạn nhé, thì là nồi dào tỏi của mình bây giờ đã lên được khoảng 5 phút rồi. Bây giờ mình sẽ đổ cho thêm nước, rồi mình sẽ đậy vung và mình sẽ lên thêm khoảng 5 đến 10 phút nữa thì mình sẽ chín bền ngon luôn nhé. Các bạn hãy đợi mùi bây giờ bốc bung lên rồi, ống kính của mình phải phến, thông phến, thơm lông, mùi mẻ thơm thế, mùi tôm thơm rồi. Các bạn ơi, bây giờ là măng cũng chín rồi, vịt cũng chín rồi, giờ mình múc ra để ăn cho các bạn ơi. Đây, thịt vịt mình đã coi đã xong rồi nhé, chín hết rồi. Như vậy nha các bạn nhé, mâm cơm nhà mình kiểu thế này thôi các bạn, và thêm một đĩa cá khô nữa là hoàn thành mâm cơm hôm nay mình làm mâm cơm. Bây giờ mình mời các bạn và mọi người đi ăn cơm cùng nhà mình nhé. Video clip của mình đây các bạn, thì mâm cơm mình làm xong rồi nhé, có hai món vịt, một món là thịt om măng và món nữa là món vịt xà cầy. Đã xong rồi thì bây giờ mình mời các bạn và mọi người đi ăn cơm cùng nhà mình. Mong mọi người thấy video mà hay thì mọi người cho xin một đăng ký nhé, một chia sẻ để mình làm nhiều video hay nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Các bạn, như vậy mâm cơm nhà mình hôm nay đã xong rồi các bạn nhé. Thì đây là bao gồm mình có hai món vịt, món này là món giò cầy và món này là món vịt có măng, và thêm nữa một đĩa cá khô rán. Thì giờ mâm cơm mình đã xong rồi thì mình xin mời các bạn và mọi người đi ăn cơm cùng mình nhé, và video đến đây mình xin dừng và xin gặp lại các bạn video sau nhé. Xin chào, xin chào hẹn gặp lại. Xin chào, xin chào hẹn gặp lại. Giúp việc. Ai đi mà lại chỉ còn là ta chỉ